Nhanh 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 nhanh. Sẵn bữa học sinh mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng hộp và anh em đồng thúng luôn. Dạ, giờ đã tới điểm câu rồi cô chú anh chị, giờ mấy anh em tập trung để bỏ thúng vì cá nó rỉ nhưng mà cũng kiếm gạo nhờ số nhiều của chú anh chị à, nhờ câu số nhiều á. Cá ở đây mà khoảng 1-2 tháng trước thôi chứ kiếm được triệu mấy không á chứ. Cá lớn bây giờ còn ở 55 à, là cá lựa luôn á nha, cá lựa luôn ở 55 à. Cá lỡ lỡ gặp mấy đợt tàu gió gọi là cá lớn á, bây giờ bỏ ra cá lỡ còn như 40-45 gì đó à. Còn cá nhỏ có 25 mà nhỏ này nhỏ cũng sổn chứ đâu phải nhỏ hung đâu, nó rớt giá nhưng mà nhờ số nhiều. Dạ thì bữa nay ụt cũng bỏ lại để mấy anh em quằn câu, có lộn mực nang mực đồ á, anh em nào may mắn thì gặp kiếm thêm. Dạ, ngày mới ụt xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ, ngày mới ụt kính chúc cô chú anh chị em một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, may mắn. Dạ, ụt giờ cũng vừa mới neo dầm neo đầu tiên rồi, giờ ụt về sau để sửa sàng câu ngày hôm nay. Dạ, ụt kính mong cả nhà theo dõi video ngày hôm nay thì ụt câu được nhiều ít tiền để xem và mừng cho ột nha. Dạ ột xin mời ạ. Hai con mò đầu tiên của ngày mới. Dạ cầu mong sao bữa nay được may mắn.
chú 8 món tả, con mực nang nó tới 3,5 kg của chú anh chị. Mực nang rằng đó mà 3,5 kg thì rất là hiếm luôn. Từ hồi giờ ông chưa thấy con mực nang rằng là 3,5 kg đó, cỡ 3 kg rồi thì được thì thấy. Con mực đó là 3,5 kg là quá hiếm rồi cô chú anh chị à. Hồi nãy ụp sức thì con bự ghê luôn á. Tiếc ghê gớm luôn. Biết còn chú nào nữa không? Dòm dòm cục xốp miết rồi chú anh chị. Canh canh nó có lúc rồi. Rồi gạn chứ. Chiếc tàu đã chạy quá tây luôn cả nhà. Chạy bạo luôn á nha. Tàu nở khô luôn. Wow, chạy ghê không? Chạy xét ghi luôn mà. Quá tây luôn.
tướng lái của nó đạp nước không? Tưởng cái gì đó. Con bò da nó móc mà móc ngay lỗ rúng nó rồi. Tưởng cái mú cái gì đó móc bò một chí. Nó vậy móc, nó móc vô đó kéo nó nặng không cô chú anh chị à. Kéo nó nặng tay không, nó sần ngang á. Tưởng là cái gì lớn cái mú cái gì không à. Bữa nay cá ăn chậm ăn quá cả nhà, bữa nay thưa thớt luôn á. Không biết từ đây tới giờ vớt thúng sao đây, chứ giờ này là 9 giờ hơn rồi mà quá là thưa thớt luôn.
hết giờ câu rồi cô chú anh chị. Dạ giờ cuốn câu rồi dẹp dọn vớt thúng vô. Nhờ được cái dầm cuối đây kiếm ít ký, có lộn cá tò họ lớn, dập lớn đâu cũng đỡ. Vô đây chắc cũng cỡ 3 ký nữa cô chú anh chị. Cá bữa nay thì nó thưa hơn quá. Nói chung là nhờ được cái dầm cuối đây nó cũng đỡ ghê. Nó lộn tỏ lớn lớn nè. Nào. Được hai phần thùng của chú anh chị. Được hai phần thùng. Dạ dột đậy nắp lại rồi đi vớt thúng vô. Dạ giờ mấy anh em tập trung về kéo thúng rồi chạy cô chú anh chị. Giờ này 12 giờ 5 phút. Dạ giờ ghe đã tới bến rồi cả nhà. 2 giờ 59 phút. Không đủ 3 giờ mà làm về. Bữa nay pha lên làng Đông Đen luôn hết chưa? Ủa nói hay không? Do cá nó nằm lọng á, mấy ổng về làng hết cô chú anh chị. 5-7 giỏ, tức là 5-70 giỏ bên mấy anh em nghề pha bên nghề biển là nói một giỏ là thành 10 giỏ dân bờ kêu cô chú anh chị, tức là 5-7 giỏ là 5-70 giỏ cá. Ờ, dở không Phương mà đi biển Phương? Yeah, đủ bạn. Hả? Đủ bạn hỏi gì khác đi, kiếm tiền với Tết rồi. Dạ giờ hút cá ra căng cô chú anh chị. Rồi xong. Đổ nước vô. Rồi đi. Cái gì? Không. Cô rẹ nè, bệnh giảm hơi khó. Ôi cái rổ đi. Rửa chi, định ba rửa chi là để ra mà không có rửa, lấy ra rửa. Đổ vô thì đổ vô. 2 ký 8 rồi 1 ký 4. Lấy con bé nhẹ nhàng em để chị đó. Ba ký em, ba ký, 25 ký. Mở thùng lên nè Phương. Như vậy? Chưa. Hả? Bả 4 ký. Wow, cái động bao nhiêu ký lận, cái gì em? Cái mít có cân em. Cái động giá nhiêu nữa em? Bữa nay chị cho bà. Rồi 1 ký. 4 ký nữa đi tiếp. Đi vô hả? Đây đi con liệu liệu liệu. Hả? Làm mà sao thế? Ôi trời ơi. Mấy con đi sao chứ mình cũng làm nữa. Còn cái đất nhiêu rồi 35 hả? Không mà lên chỗ mà kêu liên làm chứ bằng ký nữa. Thế bao nhiêu mà mấy ký em biết? 4.
9 lạng ve nhiêu ve 6 lạng hả, nay 9 lạng đổ vô đây hả, đổ vô bị đó là 70 nè, cầm đây tôi đấy 50 mới được 565 ngàn cả nhà, giờ còn đây nữa để dồn lại cho khách người ta dặn. Đây tính 50 ngàn ký đây nha. Một ký 2 60. Lấy 60 ngàn thôi. Đây 60 tâm 2. Còn con bà dê để nuôi chua ăn thôi nha. Vậy là ảnh câu bột lên là 695 ngàn thôi nha. Cái đây để ta dồn cho khách. Vậy thôi con biết tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ủng hộ video cho anh Út. Nhờ biết bye cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Cái mặt co nè cả nhà, cái mặt co nha, còn cái mú đây là mú chấm nha, nó nhỏ nhỏ nên nó bự ngon nè.